Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Đức do Thượng tọa Thích Minh Hiền, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Đức làm trưởng đoàn vào cử hành lễ viếng. Để tỏ lòng kính tiếc trước sự ra đi của bậc cao tăng khả kính, người lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã chọn đời hiến dâng vì đạo pháp, vì dân tộc và nhân loại chúng sinh, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa trưởng phái đoàn cùng chư tôn đức tăng ni, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Đức thành tâm đê đầu đỉnh lễ, giác linh cố trưởng lão hòa thượng đệ tam pháp chủ tam bái. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa cùng quý phái đoàn hoan hỷ nhiễu quanh kim quan cố giác linh trưởng lão hòa thượng để vĩnh biệt ngài lần cuối. Sau đó chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa hoan hỷ quang lâm bản sổ tang để lưu lại đôi dòng lưu niệm thừa lệnh, cũng như thay mặt cho ban tổ chức chúng con xin được thành kính đỉnh lễ niệm ân công đức của Thượng tọa trưởng phái đoàn cũng như chư tôn đức tăng ni, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Đức.